Hi, dạ em chào cô chú anh chị và các bạn. Lời nói đầu tiên cho em quốc gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của em nó suốt thời gian vừa qua. Hôm nay thì em quốc sẽ tiếp tục với dàn lưới rồng ở làng biển của em nha cô chú anh chị. Lúc này thì nhiệt độ khá là cao nên em quốc cũng phải đậu một cái nón của chú anh chị, và kèm theo đó là cũng mặc một cái áo dài tây để che phủ kín cơ thể của em để cho đỡ nắng nha cô chú anh chị. Hôm nay thì em cầu chúc cho bà con ngư dân của em sẽ đánh một mẻ cá lớn cũng như một mẻ cá có nhiều tiền của chú anh chị, để cho bà con ngư dân của em có thu nhập cao nha. Cô chú anh chị mà xem chủ đề này nếu cảm thấy hay thì nhớ để lại cho em một nút like cũng như một lượt đăng ký kênh nha. Giờ thì mời cô chú anh chị cùng vào xem video của em luôn nha. Thời tiết nó nắng nóng quá này nha, bà con ngư dân kéo rồng mà nấp trong cái chòi này của chú anh chị. Đằng kia thì có một cây bụi dưới biển, cũng có ba cô chú đang nấp trên kia. Nói chung mà trời hôm nay thì nhiệt độ khá chỉ là cao, lên đến hơn 40 độ của chú anh chị. Lúc này khoảng 12:30 và chú Ba Sáng vẫn búa chưa xong nha. Nên bà con ngư dân ở quê em chờ trong này để chờ xong tới đầu dây rồi mới ra nha cô chú anh chị. Thống bắt đầu tới và bà con ngư dân quê em cũng bắt đầu ra, bắt đầu kéo đầu dây đi cô chú anh chị. Đang ra từng người. Dạ, để xí con bỏ lên sai con đi, cái xí con đem lên cho. Dạ dạ. Mấy cô đang đứng chỗ bậc biển để chờ chú Ba về đây cô chú anh chị. Chú Ba thì cũng chèo gần vô tới rồi, còn cách bờ khoảng độ vài mét nữa thôi nha. Chú Ba đang cầm đầu dây để kéo vào cho bà con ngư dân của em kéo đó cô chú anh chị. Hôm nay thì lượng kéo không đâm bằng hôm qua nha. Hôm nay thì chỉ có 11, 12 người thôi cô chú anh chị. Nói chung là ít hơn ngày hôm qua. Đây, chú Ba chèo vô tới rồi đây. Chú Ba nói chung là chèo cũng có kinh nghiệm đó cô chú anh chị. Nên chiếc thống nó đi cũng nhanh. Mới nãy là tút ngồi bật sóng đó mà giờ nó vào tới đây rồi. Có một anh ra tiếp nước cho bà con ngư dân của em của chú anh chị kìa. Giờ chú Ba sẽ cầm cái đầu dây đó rồi đem vô cho bà con ngư dân của em kéo. Đây đang kéo vô từ từ đó cô chú anh chị. Ở trong bờ thì cũng chờ rất chi là nhiều người. Giờ là bắt đầu kéo phao dây thôi cô chú anh chị. Giờ xong phao dây này thì em sẽ quay cho phao lưới cho cô chú anh chị mình xem nha. Nhưng trước khi tới phao lưới thì cô chú anh chị nhớ ấn cho em một nút like cây cũng như một lượt đăng ký cây nha. Em cảm ơn cô chú anh chị ạ. Điểm này thì lưới bắt đầu vào tới bờ đây cô chú anh chị. Búa rồng này thì chia làm 3 công đoạn. Công đoạn búa lưới, và công đoạn kéo dây, và công đoạn kéo phao lưới này cô chú anh chị. Kéo phao lưới này là công đoạn cuối cùng đây. Lúc này thì tới lưới cản rồi cô chú anh chị. Lưới cản thì lỗ lưới nó to lắm cô chú anh chị. Đây. Mặt lưới này thì khoảng độ 3 đến 4 cm mấy của chú anh chị. Còn ra tới cây ống ngồi này của chú anh chị là bắt đầu sẽ tới loại lưới khác nha. Lưới sẽ lũa sẽ nhỏ hơn lưới lúc này. Nói chung là càng ra xa thì lưới sẽ càng nhỏ lại của chú anh chị. Ra tới đục thì lưới khoảng độ một lóng tay của em như thế này thôi, nhưng mà rất là nhỏ. Độ thì hôm nay khá chỉ là cao nên bà con ngư dân quê em ai cũng trùm kín mặt cả của chú anh chị.
Em quay đây cũng rất là lâu rồi. Mà cô Tám này em vẫn còn chưa biết mặt của chú anh chị. Đây. Mỗi lần ra kéo là cô Tám sẽ trùm từ đầu tới chân luôn nha. Nên em cũng khó biết mặt. Cô Tám thì năm nay cũng sáu mấy tuổi rồi của chú anh chị. Người kéo ở quê em thì ai cũng lớn tuổi cả rồi nha. Chủ yếu là hơn 50 tuổi. Như chú Dũng này nè. Để em hỏi chú Dũng xem năm nay bao nhiêu tuổi rồi nha. Chú Dũng năm nay bao nhiêu rồi chú Dũng? Năm nay bao nhiêu rồi? Xa lầm. Qua mấy tuổi? 70. Xa lầm 70. Và đây. Cô Tôm mấy tuổi cô Tôm? Xa hơi hả? Dạ. Ai cũng lớn tuổi của chú anh chị. 62, 70, 65. Nói chung là ai cũng rất cao tuổi rồi nha. Còn chú Ba Sáng đó thì cũng sáu mấy, gần 70 rồi của chú anh chị. Tập trung nói chung là rất là người cao tuổi. Con nó tốn mơ rồi đó. Dạ. Yếu người lao động mà còn già đó cô chú anh chị. Đang ra để kéo nha. Ngoài kia thì cũng có một chiếc tàu hình như đi đi rút của chú anh chị, rút rà nha. Để em phóng cho chú anh chị mình xem nè. Đây của chú anh chị. Đi rút đó của chú anh chị. Nhưng mà giờ hình như là chở vào bán đó cô chú anh chị. Đó thì rút rà nha. Rút rà đó thì ở quê em tại rất là nóng. Có những ngày đi mà cả tấn luôn đó cô chú anh chị. Quê em là Quảng Nam. Phía kia thì hiện tại có 7 người của chú anh chị. Để em xuống dưới kia quay cho chú anh chị mình xem tiếp nha. Đây là đầu bên dưới của chú anh chị. Đầu bên dưới này thì có bốn cô và hai chú và một anh kéo. Thì hôm nay nước nó cũng không chảy mạnh của chú anh chị, mà thời tiết nó nắng nóng nên kéo ai cũng rất mệt. Kéo vào thì rác biển rất là nhiều của chú anh chị, từ biển kéo vào đấy nha. Vậy mấy cô sẽ khiêng cái này đi, di dời theo con nước nha cô chú anh chị. Cái này đến giai đoạn này thì nó khá chỉ là nặng, khoảng độ hơn một tạ của chú anh chị. Khiêng lại mà nó trị cái dài mình xuống này nó rất đầu đó cô chú anh chị. Em cũng đã từng khiêng, khiêng đó thì về nó đau người lắm của chú anh chị, nó nhức mỏi luôn. Kéo ngành nghề này thì nó rất là cực. Buổi tối thì kéo nó sướng lắm của chú anh chị, được cái nó mát. Nhưng mà hôm nay thì kéo trời sáng thì nhiệt độ nó rất là cao. Hôm nay thì nhiệt độ 40 độ của chú anh chị nên rất mệt nha. Ví dụ là bà như thế này mà này thì 75 tuổi của chú anh chị. Hôm kia thì bà không kéo, để em hỏi bà thử sao hôm kia không đi kéo nha. Hôm kia đây không đi kéo bà. Hey. Hôm kia đây không đi kéo. Đi lượm à? Hey. Hôm kia lượm có chay không? Dạ. Dạ. Bữa trước con đi vô vô con lượm được ít chơi chứ nè, ít lon. Con để với cái bụi dưới nè kìa. Dạ. Còn nãy con chưa thấy còn xí ăn đem lên cho đi biển kìa, cái con đi con vụ cái con lượm. Dạ. Bữa nó lượm được nhiều không bà? Bô là khổ được bao nhiêu tiền? Chứ không có lon à? Dạ. Lon mới có tiền không bà? Thấy đợt này biển có lon đâu nghe, mình đi đâu được biển ngon hơn nghe. Dạ.
Lượm bữa nay đi tới mô. Bữa nay đi tới mô. Có may mấy bữa đó hả? Dạ. Dạ. Mấy bữa là qua cầu Đế Vãn, bữa nay cũng qua cầu Đế Vãn đó. Dạ. Bỏ có qua phố cổ lượm không? Nói chung là bà đi lượm ve chai của chú anh chị. Cực. Bà sáng nói ép lần lại cô chú anh chị, ép cho cái rồng này nó nhỏ lại nha. Nhỏ này thì kéo nó dễ lắm cô chú anh chị, càng nhỏ mẻ rồng thì kéo nó càng nhẹ hơn, với cá nó ít không gian quậy cô chú anh chị. Cô chú anh chị có để ý một điều đặc biệt không? Ba người cô này thì có vóc dáng rất chi là nhỏ con. Chị này là con của cô này nè cô chú anh chị, cô mới đi lượm ve chai đó cô chú anh chị. Chị đứng cuối cùng của hàng này nha, là con của cô này. Còn chị này thì em cũng không biết có quan hệ họ hàng gì không, nhưng mà ba người thì có vóc dáng giống lắm cô chú anh chị. Nhiều lúc em mà còn lộn, nói chung là cũng nhiều lúc kêu tên nhầm luôn đó cô chú anh chị. Nước biển đến giai đoạn này thì nó cũng trong rồi cô chú anh chị, nó trở nước rồi cô chú anh chị, nên nước biển nó khá chỉ là trong. Đây cô chú anh chị có thể nhìn thấy, không nhìn thấy đáy nhưng mà em thấy nó trong hơn mọi hôm rồi nha, nước nó đã trở màu cô chú anh chị. Sóng thì cũng ít, cũng em dịu dịu cô chú anh chị. Đến thời điểm này thì cũng bắt đầu tới độ lưới lụa nhỏ rồi đây cô chú anh chị. Mặt lưới lụa nhỏ này mà ra tới ngồi trục thì cũng khá là gần nha cô chú anh chị, khoảng độ mười mấy thôi. Nãy giờ em kế phục bà con cư dân của em thì thấy cá chạy rất là nhiều cô chú anh chị, hình như là cá đối nha. Ngồi trục này nè, để em châm lên cho cô chú anh chị đây. Cứ khoảng vài ba giây là sẽ có một con nhảy cô chú anh chị. Giờ thì hình như nó vô cạn mà nên nó ít nhảy lại rồi nha. Lúc nãy thì nó nhảy rất là nhiều của chú anh chị, mà giờ thì em mà không thấy nữa. Lúc này thì ai cũng bắt đầu bở hơi tay cả rồi của chú anh chị, vì nếu ở nhiệt độ 40 mấy độ này thì nó rất vui, có cái nó bay nó nhảy của chú anh chị kìa, như là cá mòi của chú anh chị. Nó kìa bên kia nữa kìa, nó kiếm đường nó trung ra đó cô chú anh chị. Những con cá nào nhỏ thì nó sẽ trung ra được nha, còn những con cá lớn thì nó sẽ không ra được. Đây, hy vọng mẻ này sẽ trúng thật nhiều cá lớn của chú anh chị. Ai cũng đang cố gắng tập trung nhau để kéo. Hồi kia có một con cá đối tiếp tục nhảy nữa của chú anh chị, không biết của chú anh chị có nhìn thấy rõ không? Tại vì con cá ở trong điện thoại này thì nó nhỏ lắm của chú anh chị, nó không to bằng ở ngoài em nhìn thấy đâu nha. Em thì cá nó vào gần gần thì em bắt đầu em lậu ra cũng ngoài này một chút để em quay cho cô chú anh chị mình xem thấy rõ hơn những con cá nha. Hôm nay thì bắt đầu cũng ít cá măng lại đâu cô chú anh chị, cá măng thì bắt đầu cũng đã hết. Hôm nay thì có cá nục nè, cá mòi nè, cá giò trường nè, với cá thu, nhưng mà cá măng thì nó ít lắm cô chú anh chị. Mặt lưới càng ra tới đoạn này thì mặt lưới bắt đầu sẽ nhỏ hơn nè, không to bằng như lúc nãy của chú anh chị. Đây mặt lưới này nó sẽ nhỏ lắm nha của chú anh chị, chỉ khoảng độ hơn một ngón tay cái một chút thôi nha. Nói chung là
nói chung là không lớn lắm cô chú anh chị. Càng sát tới đục thì bắt đầu sẽ nhỏ từ từ hơn nữa nha. Cô chú anh chị mà xem đến đoạn này thì nếu cảm thấy hay và đúng yêu thích chủ đề của chú anh chị thì nhấn thẳng cho em một nút like và một lượt đăng ký kênh nha. Em cảm ơn cô chú anh chị. Nãy giờ thì có một đàn cá mòi của chú anh chị, nhưng mà nó chung theo ra cái đầu lưới này nó ra cũng nhiều rồi chú anh chị. Nãy giờ cũng có vài con ra rồi nha. Cá mòi đúng không chú bạn? Dạ. Cá mòi này thì nó thường chạy thành đàn, thành bầy của chú anh chị. Một bầy của nó thì khoảng độ vài 300 kg trở lên nha, đến 1 tấn. Rùm của chú ba này thì em có quay một video đúng hơn 1 tạ cá mòi của chú anh chị. Mà mẻ này thì cá mòi nó hơi nhỏ nên nó ra theo cái đầu lưới này của chú anh chị này, nó ra rất là nhiều rồi. Không biết là ngồi này có còn nhiều hay không nữa nha. Cái chắc chắn thì trong đục này cũng có cá mòi của chú anh chị. Thì em lậu ra nước từ từ quay cho chú anh chị mình xem nha. Dân của em đang cố gắng chặt chì của chú anh chị. Cái đục của chú bà sáng này thì rất chi là dài nha cô chú anh chị, khoảng độ khoảng 10 mấy của chú anh chị. Chú ba dầu trong kia thì nó có cá của chú anh chị. Ui, cá sước nè, này nè, cá không của chú anh chị nè, có đó chú Quang nghe, có đó. Ui, ngồi này của chú anh chị nè, cho một mớ luôn nè. Đây của chú anh chị, cá nè, cho một túi lớn luôn của chú anh chị ơi. Nè đó kìa, trong kia quay kìa, trời cá không của chú anh chị ơi. Nè, túi này khoảng độ hơn 1 tạ đó của chú anh chị. Nè đó kìa, đó đây của chú anh chị. Cái túi của chú bà sáng này thì nó rộng lắm nha, này cũng khó nhìn thấy cá của chú anh chị nè, cá xíu nhiều lắm của chú anh chị. Đó, nó nhảy kìa. Đó, nó bơi kìa. Cá thu của chú anh chị, cá thu xước. Chú này thì nó vô me nha, vô me ở nghĩa ở Quảng Nam của em là đống lớn của chú anh chị. Đó nè, hôm nay thì bà con ngư dân của em đang lóc cá xuống cái đục này nha của chú anh chị. Chú này thì ra diệt cái đục này lại cho nó khỏi nước đẩy vào, nó đẩy ra thì nó sẽ phục cái đục lại của chú anh chị. Nên phải cần người giữ đục như thế này nha. Chút đũa cá ra thì em mới phân biệt từng loại cá cho chú anh chị mình xem nha. Nãy vô tới bờ thì có mấy con nó chạy ra được của chú anh chị, nó chạy ra cũng khá nhiều rồi. Không có cá mặn nhỏ nhỏ đâu chú anh chị, đó thì cũng đủ vài lạng của chú anh chị. Cái này là cái gì cô? Con cái dè của chú anh chị. Cái này cái dè hả cô? Dạ. Con ngọt ngon. Cái này thì cũng. Dạ. Con mặn mặn ăn ngon cô? Con mặn mặn ăn ngon không? Dạ. Dạ. Cái này thì kho quẹt ăn rất chi là ngon của chú anh chị. Theo lời cô nói nha. Em thấy trên mạng có mấy chị hình như là xếp hình ủng hoa bằng con cá này đi của chú anh chị. Cái
này thì có mấy con cá nó vô nước của chú anh chị nè. Cái này là cá chậu của chú anh chị. Còn cái này là cá mặn. Con này thì cũng đủ 7 lạng thôi nha, không tới 1 kg. Mấy này thì bà con ngư dân của em chuẩn bị đổ cái túi cá này ra của chú anh chị. Cá lớn nè. Cái này là cá chan cục của chú anh chị. Mực nữa kìa. Cá dè. Cá xước. Đây. Để mà phổ biến từng loại cá cho quý chú anh chị biết nè. Đây. Cái này là cá chan cục của chú anh chị. Cái này là cá thu. Nhưng mà thu này là thu xước, không có giá bằng loại cá thu kia nha. Cái chan này thì nó béo lắm của chú anh chị. Còn cái này là cá trích nè, còn gọi là cá mòi của chú anh chị, nó cũng thuộc giống của cá mòi nha. Đây, đây là mực. Cá chọc này thì lúc nãy em có nói rồi của chú anh chị. Nói chung là khoảng độ 10 loại cá. Cá măng này, cá măng này thì mấy bữa nó nhiều lắm của chú anh chị. Có những mẻ thì lên đấy một bả cá măng luôn nha. Hôm nay thì đã ít rồi. Kéo xong mẻ cá thì ai bắt đầu cũng mệt giả dự rồi của chú anh chị. Mệt lắm rồi cô. Dạ con không biết nữa, chắc ít. Dạ. Đuối chưa bà? Đuối chưa? À? Đuối chưa? Đuối rồng. Chưa đuối mà. Dạ. Đuối mà bụi quá thì mình còn thay não vậy. Bà đang đi, bà đang đứt ra. Đó, ừ, bà ở đây đó bà. Kéo rồng nè. Kéo rồng này thì ai cũng có làn da đăng của chú anh chị đây nè. Tại vì ra nước mặn và thêm nắng của chú anh chị. Nhìn lại một khoảng thời điểm của chú anh chị nè, ai bắt đầu cũng mệt quá nên ngồi hết đầu của chú anh chị. Lúc này thì ai cũng đuối sức hết rồi nha của chú anh chị. Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi thì bà con ngư dân quen bắt đầu cũng lựa cá rồi đây của chú anh chị. Cái này là túi cá chồng với một số loại cá như là cá đỏ mắt. Còn cái này thì cái cá nhỏ của chú anh chị, cái này thì dùng để được cá da rồi nha. Còn một túi bên này thì được cá đắt tiền của chú anh chị. Cá măng nè, cá chan cục nè. Cá chan cục này thì nó cũng giống cá bè cục lắm của chú anh chị. Và cá thu xước. Cô Tám đưa cá vô đó của chú anh chị. Một cái cá đầu tiên nè. Được cá hôm nay thì phải khá là ít nha của chú anh chị. Không nhiều bằng mọi hôm. Lúc nãy mới kéo vào thì em tưởng đâu là nó nhiều của chú anh chị. Nhưng mà tới thời điểm này đổ ra thì em mới biết là khá là ít nha. Chỉ không đủ mười mấy đến 20 kg thôi của chú anh chị, nhưng mà khá là ít. Rồi xong thì bỏ lên tấm tủ đó cách mặt đất cho nó đỡ cát cho chú anh chị. Hai túi cá bắt đầu tiếp tục vô. Tổng hôm nay thì 3 túi cá của chú anh chị. Túi cá đó thì có giá trị thị trường cao nhất nha, vì có cá chan cục này, cá thu xước với mấy loại cá cũng hơi đắt tiền trong kia của chú anh chị. Này thì túi cá nhỏ hơn, này thì giá trị cũng không cao, độ vài ba ký thôi. Cá này thì nó có giá của chú anh chị, nên chị ăn thì cũng tiếc, nên mà con người dân quê mà sẽ bán loại cá này nha. Bán cá thu xước, cá chan cục với cá măng với vài con cá đỏ mắt của chú anh chị. Cá này để lại ăn thì cũng tiếc, nhưng mà bán thì cũng tiếc của chú anh chị.
suy nghĩ nhất định thì cuối cùng cũng bán nha cô chú anh chị. Đấy. Giờ chị nhờ sẽ bắt đầu đổ lên cái cần này cô chú anh chị, xem sẽ được bao nhiêu ký cá đó nha. Ký cá ngon này thì được 3 ký hơn của chú anh chị, nhưng mà trừ bị cái cây ra thì khoảng độ vài lạng rồi, thì sẽ còn 2.8 ký, 2.7 ký gì đó nha. Đó, tiếp tục là cá kia của chú anh chị, cá kia là cá măng được hơn 1 ký nữa nha. Cái này thì cũng đủ được 500.000 của chú anh chị, người thì khoảng được 50.000, nói chung là cũng ổn nha, không ít không nhiều. Trong chú ba sáng này thường thường chỉ kéo một mẻ duy nhất thôi của chú anh chị. Cái này thì bà con ngư dân của em cũng bắt đầu thao lưới để bỏ lên thống này của chú anh chị. Rồi túi bắt đầu người dân quê sẽ bắt đầu kéo tiếp nha. Của chú anh chị mà nếu thích mẹ lưu rồng buổi tối thì nhớ đăng ký kênh để xem mẹ lưu rồng buổi tối nha của chú anh chị. Giờ thì em hẹn tất cả cô chú anh chị ở clip tiếp theo ạ. Bye bye.